Sáng nay, Công an huyện Thoại Sơn cho biết đơn vị vừa triệt xóa tụ điểm đánh bạc ăn thua bằng tiền tại ấp Vĩnh Thắng, xã Vĩnh Khánh, liên quan 25 đối tượng. Trước đó, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 1 tháng 4, nhận được tin báo của người dân, tại nhà một người dân thuộc khu vực ấp Vĩnh Thắng, xã Vĩnh Khánh có tổ chức đánh bạc ăn thua bằng tiền. Lực lượng Công an huyện Thoại Sơn đã tiến hành kiểm tra bắt quả tang 25 đối tượng đang tổ chức đánh bạc ăn thua bằng tiền dưới hình thức bài ba lá. Tại hiện trường, lực lượng thu giữ 2 triệu đồng trên chiếu bạc, hơn 137 triệu đồng trên người các đối tượng, 18 điện thoại di động và 30 bộ bài tay. Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.